Rồi đỡ một chút. Chào mấy ơi. Mấy bạn đang chơi bộ thành phố tương lai nha. Cao quá. Hàng Việt Nam. Xịn, cực xịn. Cao quá hả? À, giờ mấy bạn đang xem theo mẫu đúng không? Yeah, xong rồi thôi. Ờ, đúng không? Mà không phải. Ừ. Nhà thờ. Đây là tiệm bánh kem. Ù, đã ta, đẹp ta, đập chiếu phim. Rồi, trạm xăng đồ đâu? Xe đâu? Xe đâu? Xe đâu? Xe đâu? Cái đồng hồ. Ơi quá trời, mấy chiếc xe ta? Ủa xe này có. Bên bên. Ủa xe nó có vậy sao? Thấy còn chiếc này ở trên vậy? Chiếc có là con xe. Ôi có chữ. Siêu dễ thương hả? Mày đặt lên lại cho. Đỡ rớt thì sao? Thấy chưa?